Bài học tiếp theo, công thức pha chế Paradise gồm có gin, apricot candy, nước cam. Ở đây là đối với phương pháp sách là lúc nào mình cũng phải ấp lạnh ly, dùng ly cocktail. Gin 1 ao. Apricot candy 1/2 ao. Nước cam 1 ao. Rồi sau đó chúng ta cho một cục đá. Mình xách đều sản phẩm lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ đá ra ngoài. Mình sẽ trang trí một lát cam. Bài học tiếp theo, công thức pha chế Saika gồm có rượu brandy, rượu control, nước chanh, nước đường. Rượu brandy 1 ao. Rượu control 1/2 ao. Nước chanh 1/2 ao. Nước đường 1/4 ao. Đối với phương pháp sách thì lúc nào các bạn cũng phải ấp ly, tùy theo loại cocktail có thể mình không ấp. Mình cho một cục đá vào. Rồi sau đó mình sẽ lắc liều sản phẩm. Rồi mình đổ đá ra ngoài. Mình trang trí một lát chanh. Bài học tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài ngày hôm sau.